Rồi, tấm thân nhỏ bé xin kính chào cả gia đình nhé. Chân của em ngồi, cái tướng em ngồi không được đẹp. Em coi chương trình ca nhạc ở dưới quê người ta ngồi vậy. Về mặc đồ rồi ba em mày. Giờ là mình tái hiện lại là đang ngồi sân khấu rồi coi coi chương trình ca nhạc rồi. Đó, rất là hay nghệ sĩ. Nhóm tôi đó. Còn một bà nữa. Ai? Coi ai? Coi ai? Lục Sơn, Lục Ánh, Nguyễn Phi Hùng, Diêm Vũ. Đang hát rừng rừng ở chỗ kìa, ca sĩ Nam Cường rồi đó, đông lắm. Cười bể bụng không? Cười quá trời luôn, không nhảy ngộ lắm. Cười coi. Sao nhảy ngộ quá. Bây giờ Ngọc Ánh ca. Ông ơi, nghe. Mai nổi tiếng. Gì vậy? Vũ Minh bữa nay mặc quần dài. Trời đất ơi. Lạ ha. Té xỉu luôn á. Anh Minh. Anh. Năm nay được đi ăn nhà hàng bánh cơm. Dạ, đi bà lát tụi em không? À lát em vô rồi. Ai đem buffet Hoàng Yến ngon nghe, không giỡn đâu. Năm nay bầu không cho buffet rồng vàng. Ê, bà ăn buffet Hoàng Yến ngon nè. Dạ. Ngon rồi nghe. Nhưng mà thôi bây giờ mình đi rút thăm chị ơi. Tụi em đi rút thăm trúng thưởng. Nghe ăn đâu vậy Nhân? Nhân. Đợi chút xíu tử ơi, đang đông quá. Dạ. Đúng
qua đây cho nhang, đây nhang, đây nhang cho bà này, nhang bà này thấp cho anh Đồng Nguyễn một người một cây. Trời ơi, em là ca sĩ ST hả? Dạ. Đẹp trai quá à, đặc kỳ, thấy trai đẹp hay khen. Trời ơi, Thánh là có người rồi, đừng phong anh Thánh thằng thôi. Giá chưa giọng hàng quá đó. Bây giờ cái giọng vậy đó. Ơi, Thánh là có danh người ta rồi, cướp người ta chửi chết. Vợ em thay. Gì khả không? Gì khả không? Cô nhìn anh chị nhìn anh chị tới đó rồi, tới cái đường của em làm kỷ niệm nè, dạ không mặc em thì sẽ nhớ. Ủa mặc cái bên là ai vậy? Dạ. Cái bên là ai vậy? Không, em đó. Em hả? Em là Đình Toan. Dì chạy hát tên lạ quá. Chị lấy kiếm kìa. Mọi người ơi, chị cũng tội không thích chồng hơn. Tôi bảy, lấy khỏi đá. Anh Đồng, 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 dùng sao à, các bạn đã coi trên kia dòng đời chảy ngược có đóng vậy, kẻ thù của tôi con ghẻ đó, kẻ thù dạ. Hôm nay đến đây Thanh Đàn sẽ gửi tặng đến cùng quý vị một khúc hát của cố nhạc sĩ Thanh Sơn được mang tên Bạc Liêu Hoài Cũ, xin mời quý vị thưởng thức. Ủa đất đi ca luôn hả? Giải tán này để cho chị ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường.